Quỳnh đã chuyển hướng đi đầu tư khi sang tuổi 30 mọi người à. Thực ra cái mà Quỳnh đang đầu tư chính là đầu tư cho việc học, phát triển bản thân và các công cụ bổ trợ đắc lực khác cho công việc. Hiện tại ngoài việc đi dẫn rồi training về giọng nói truyền cảm và làm các workshop trải nghiệm giọng nói cho mọi người thì Quỳnh đang học thêm một lĩnh vực mới rất là thú vị, đó là nghề khai vấn. Và đồng thời thì Quỳnh cũng đang tập trung đầu tư cho các thiết bị hỗ trợ để việc chia sẻ đó đạt được chất lượng cao nhất. Ví dụ như Quỳnh đã mạnh tay đầu tư cho chiếc mic thu âm này. Quỳnh làm nghề và phần lớn là tự thu các cái sản phẩm của mình á, cho nên cũng thử nghiệm nhiều rồi. Nhưng mà để chọn một dòng mic thực sự chất lượng với đúng các tiêu chí của mình á, thì phải một thời gian dài mới có thể quyết định đi đến cái lựa chọn này. Đó chính là thương hiệu Rode. Quỳnh không phải đắn đo gì thêm. Nó đạt đúng các tiêu chí của Quỳnh. Và tiêu chí đầu tiên á, là chất âm phải thật. Nắng nhòa, chẳng rực bằng môi em. Lọc ồn tốt này và cũng tiện lợi khi có một hộp sạc mang theo dự phòng. Mà cái hộp này còn xinh xinh nữa chứ. Một điều nữa tán đổ Quỳnh đó chính là sự tinh tế. Khi mà thương hiệu này đã hiểu được những người mà muốn có cái chất lượng thu âm tốt nhưng lại không giỏi về kỹ thuật như Quỳnh. Bởi vì mic nó đã tự xét sẵn hết trơn rồi, tự điều chỉnh hết các thông số luôn. Và Quỳnh chỉ cần cắm vào thôi và cứ thế là thu, không cần phải set up quá nhiều, đảm bảo đúng các cái tiêu chí của sự tối giản mà Quỳnh mong muốn. Và khi trải nghiệm thì quả thực thấy sự đầu tư này nó rất là đáng. Không biết mọi người sao chứ Quỳnh thì thấy là mình luôn có một mâu thuẫn mà mãi sau mới có thể nhận ra để thay đổi chính mình, đó là luôn mong mọi thứ đạt chất lượng cao nhưng sự đầu tư vào thì lại không có tương ứng, như là thời gian, tâm huyết, sức lực, tiền bạc. Tại sao nhỉ? Sao mình muốn kết quả thay đổi mà hành động thì lại không? Đến một giai đoạn thì Quỳnh thực sự đã nhận ra là khi mình nghiêm túc đầu tư cho một thứ gì á, thì đồng thời chất lượng và độ quan trọng của thứ ấy cũng sẽ tăng lên. Vậy còn bạn thì sao? Giữa tình yêu, sức khỏe, học tập, công việc, các mối quan hệ v.v. Nếu được chọn một thứ ngay bây giờ để đầu tư á, thì bạn sẽ đầu tư vào thứ gì?